Rồi, mến chào quý vị. Giờ này chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Nói vài phút thì nó lẹ quá. Chúng ta chỉ còn vỏn vẹn khoảng hơn 60 phút nữa là bước qua một năm mới. Nhà Khương kính chúc quý vị qua năm giáp thìn tất cả những điều tốt đẹp nhất đến từng gia đình quý vị. Và cũng xin cảm ơn suốt 6 tháng qua quý vị đã tương tác và đăng ký xem kênh cho Nhật Hưng. Giờ đây thì Nhật Hưng sẽ tặng quý vị một bài hát của cố nhạc sĩ Quốc Dũng, là bài hát bài ca Tết cho em, hát ở một cái không khí thiên nhiên không có âm thanh, chỉ là bằng đàn guitar thùng thôi. Kính mời quý vị thưởng thức. Như chưa cả vườn xưa.